Xin chào cả nhà đang xem kênh của Bình Lê Vlog 86 nha. Hôm nay là bên nhà em là cắt hoa kali nhá, để đóng hàng gửi đi các shop, các chợ, các vựa nhá. Các bạn ai cần hoa kali thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ đóng hàng gửi đi cho cả nhà nhé. Và bây giờ cả nhà hãy xem bên nhà em đóng hoa như thế nào nhé. Đây. Đó. Đây là hoa đã được bỏ vôi này. Đây nha cả nhà. Tại chỗ đấy hồi bữa em dùng á, thế là ông không cho em dùng nữa. Cho em đi lấy anh nào mà không cho em dùng. Không, em ông cho số của ông ấy. Thế là ông lại đây lâu số khác. Bọn hắn sướng nhỉ? Hôm qua lại đi làm cho bà. Qua đi làm cho bà. Thế mà cái mồm lúc nào kia chỉ về chỉ làm có hoa trắng lại có sốc mà ăn thì muốn làm gì cả. Đang nửa tháng nữa. Đúng rồi đấy. Đây nhỉ. Đây là farm này cả nhà. Do trời mưa quá nên giờ mới đi cắt được có bình như vậy này. Đó. Hoa farm bữa nay nở hơn rồi nhé cả nhà. Đây. Thank you.
Đây nha. Rồi vậy thôi, em xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ ấn đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ giúp em để theo dõi nhiều video khác về hoa bên gia đình nhà em nhé. Giờ em ra ngồi bó hoa nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và ai cần các loại hoa thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ đóng hàng gửi đi cho nhé.